Nhiều người tham gia đầu tư vào sàn ngoại hối FX Trading Markets đưa thông tin về việc từ đêm 27 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6, trang web giao dịch của sàn ngoại hối này đã sập hoàn toàn. Thông tin về sập hoàn toàn sàn ngoại hối này cũng khiến nhiều người lo lắng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong các nhóm có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FX Trading Markets. Các đối tượng lôi kéo tham gia đầu tư gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Hiện nay, các đối tượng quản trị sàn FX Trading Markets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sb500stock.com, đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn FX Trading Markets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối Forex trái phép. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết 190.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 đã được hãng vận chuyển miễn phí từ Đức về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN36 hạ cánh ở Nội Bài lúc 13:33 ngày 28 tháng 6. Lô kit xét nghiệm này do chính quyền và nhân dân một số bang của Đức gửi tặng chính phủ, nhân dân Việt Nam. Đại diện Vietnam Airlines thông tin, chương trình kêu gọi các bang của Đức viện trợ bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam được tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới World University Service, WUS, đối tác lớn của Vietnam Airlines tại Đức, phát động từ đề xuất của hãng. Hiện 16 bang của Đức vẫn đang tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam, dự kiến sẽ có tổng cộng 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 được vận chuyển về Việt Nam. Đêm nay và rạng sáng mai, Euro 2020 sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng vòng 1/8. Lúc 23 giờ ngày 29 tháng 6 là trận cầu tâm điểm vòng 1/8 Euro 2020 giữa Anh và Đức trên sân Wembley. Đây là hai đội bóng đại kình địch nhiều duyên nợ nhất làng bóng đá thế giới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Anh được xem là cửa trên so với Đức. Người Anh được chơi trên sân nhà, có lực lượng mạnh hơn, trẻ trung hơn, trong khi Đức đang trong giai đoạn sa sút. Tuy nhiên, cần phải nhớ, tuyển Đức dù mạnh hay yếu vẫn luôn tiến rất sâu ở các giải lớn. Không những vậy, người Anh lại rất kỳ Đức. Đây là trận đấu cực kỳ hấp dẫn với nhiều toan tính, bởi đội thắng sẽ có cơ hội lớn vào chung kết vì ở nhánh đấu nhẹ. Cặp đấu cuối cùng vào vòng 1/8 Euro 2020 là cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Ukraine lúc 2 giờ ngày 30 tháng 6. Thụy Điển với hàng thủ chắc chắn đã đứng đầu bảng đấu có Tây Ban Nha, trong khi Ukraine là đội cuối cùng giành vé vớt đi tiếp. Nhìn về thực lực lẫn phong độ, Ukraine không thể so sánh với Thụy Điển, nhưng các đội trở về từ cõi chết thường lại tiếp tục gây bất ngờ bởi tinh thần họ thoải mái, không có áp lực nào. Càng về cuối phiên, dòng tiền càng bứt phá, trong đó không thể phủ nhận lực đẩy của cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch đầu tuần, khi nhóm này đóng góp gần một nửa điểm số cho đà tăng của VN Index trên thị trường chứng khoán ngày 28 tháng 6. Riêng nhóm ngân hàng trên sàn HOSE chỉ có 3 mã giảm giá gồm VBB, BGV, SGB và VCB đứng giá tham chiếu, còn lại đều tăng giá. Kết phiên, chỉ số VN Index tăng 15,69 điểm lên 1.405,81 điểm. HNX Index tăng 5,03 điểm lên 323,25 điểm. Upcom Index tăng 0,32 điểm lên 89,8 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE hôm nay đạt 23.192 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 27.734 tỷ đồng. Giá vàng ngày 28 tháng 6 trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhẹ, giao dịch quanh mốc 1.778 USD trên 1 ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết, kim loại quý hiện tương đương khoảng 49,5 triệu đồng một lượng. Dường như giá vàng thế giới có thể tiếp tục bị mắc kẹt ở vùng 1.790 USD trên 1 ounce nếu không có bất ngờ lớn nào đến từ các dữ liệu kinh tế. Trái ngược với đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tại phiên giao dịch đầu tuần tăng giảm bất thường. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng niêm yết 56,6 đến 57,1 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua so với hôm qua, nhưng giữ nguyên giá ở chiều bán ra. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như P&J, Phú Quý, DOJ, My Hồng lại giảm mạnh giá vàng miếng SJC xuống dưới mốc 57 triệu đồng một lượng về quanh mức 56,8 đến 56,95 triệu đồng một lượng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.